Từ tối ngày 7 tháng 10 đến sáng ngày 8 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã có mưa vừa. Mưa to kéo dài khiến một số tuyến đường ở trung tâm thành phố bị ngập chìm trong biển nước. Giao thông đi lại bị ách tắc suốt nhiều giờ liền. Nhiều địa điểm trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hà Tĩnh như Hải Thượng Lãng Ông, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Xí, Nguyễn Biểu, 26 tháng 3, Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ bị ngập nước sâu từ 15cm đến 40cm, thậm chí có nhiều địa điểm bị ngập nước sâu khoảng trên 50cm. Ngoài ra, nhiều địa điểm trên tuyến quốc lộ 1A, đường Hà Huy Tập, Trần Phú cũng bị ngập nước từ 15 đến 30cm, khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn. Mưa lớn kéo dài, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố Hà Tĩnh đang trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng nên thoát chậm đã khiến nước dồn ứ càng lớn, ngập sâu. Các phương tiện tham gia giao thông qua lại trên các tuyến đường này bị ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liền. Nhiều phương tiện xe máy, ô tô bị chết máy giữa đường phải giác bộ, đẩy bộ và thuê phương tiện cứu hộ giao thông đến hỗ trợ kéo rời khỏi điểm ngập nước. Ngay từ sáng sớm, lực lượng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại một số tuyến đường điểm nóng bị ngập nước sâu để triển khai điều tiết, hướng dẫn giao thông, lập biển và rào chắn cảnh báo người dân và chủ các phương tiện không đi vào để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tại các điểm có hố ga, sụp lún, sâu nguy hiểm, lực lượng chức năng lập rào chắn xung quanh để cảnh báo. Lực lượng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Hà Tĩnh cũng đề nghị mọi người lưu ý không di chuyển vào các tuyến đường ngập nước sâu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.